Là rất là lâu rồi cháu không có sữa uống. Thì ngoài phần quà thì cái này là một phần quà dành riêng nha, của Suzu, chích từ quỹ sữa của Suzu để tặng cho bạn. Lâu lắm mình được chạy ra ngoài đường á. Rồi anh thấy mão đen, em đứng yên đó, anh thấy anh đằng sau lưng nè. Hello, hey, chị sẽ hẻm đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy quà để mà chuẩn bị đi ra. Quà đã để xe mình chia đây. Thì cái đơn ngày buổi sáng ngày hôm nay là sẽ là 7 phần. 7 phần trước, còn là 23 phần là cũng sẽ giao trong ngày hôm nay. Nhưng mà chuyến đi này mình chỉ chở 7 phần thôi, tại vì nó vừa đủ. Mình trang bị áo khoác và cả quần dài luôn. Và khẩu trang, nón bảo hiểm nửa đầu, có kiếm, đang gắn camera như trên đây nè. Thì mình sẽ... Quan trọng là cái chuyện là mình sẽ để ở một vị trí mà mình đi ra xa để mình giao cho người ta, chứ mình không giao trực tiếp tận tay để mà giữ an toàn mùa dịch. Đó, bạn nào thấy hứng thú với những việc làm thiện nguyện thì hãy chuẩn bị những phần quà và cũng hãy đi giao nhé. Phát 7 phần quà mình sẽ giao trong buổi sáng hôm nay là sẽ là 7 phần trong buổi sáng thôi nha, còn bắt đầu tới buổi trưa chiều mình sẽ giao tiếp, tổng cộng có 30 phần. Địa điểm đầu tiên mình sẽ chạy ở trong khu phường 5 của mình, đó là đường An Bình. Trong nội bộ phường 5 thì rất là dễ, ở phường 5 mình đi chỉ khoảng 300m thôi là mình đã giúp được trong nhà rồi. Nếu mà mình sử dụng cái chế độ Zalo Connect mà, thì mình sẽ tới địa điểm đường An Bình. Một lát nữa mình tới đó mình sẽ kiếm được cái số nhà rồi mình sẽ để quà ngay chỗ đó. Lâu lắm á mình được chạy ra ngoài đường á. Mình đã tới được cái số 9 hẻm 94. Mình sẽ bắt đầu gọi điện cho cái số đó để mà ra lấy hàng ha. Thì đầu tiên là 94 số hàng bên 077. Người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội toàn thành phố với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Alo, em ơi, anh là anh Tuấn ở trên Zalo á, anh gửi qua phần quà thì bây giờ hẻm 94 khu phố 7 đúng không? Không, hẻm 94 xẹt 2. À, nó có cái hẻm 94 xẹt 2 riêng nữa. Dạ đúng rồi. Ủa 94 vậy? Vô cái hẻm 94 là có cái 94 xẹt 2. À, là quẹo cái hẻm đó lần nữa là mới tới. Dạ đâu có anh, từ ngoài trời đường An Bình chạy vô là có hẻm 94. À rồi. Anh nhìn mấy bên đây có cái chung cư nhỏ nhỏ đó. Là à rồi thấy. Số 2 nó nằm dưới đất, có cái ghế, anh bỏ lên cái ghế giùm em đi nha. Rồi rồi, ok. Rồi, ok. Rồi, có lẽ không có người ra nhận. Dạ. Rồi rồi, anh tới rồi đó. Dạ dạ. À, là ngay căn 94-2 đúng không? Anh đưa cho chú rồi. Dạ đúng rồi. À, rồi. Rồi rồi anh để rồi. Rồi rồi. Rồi rồi ok. Rồi rồi rồi. Rồi bây giờ mình tới số 122 nha. Thì cũng gần gần ở đây à. 122. Bình. Em ơi, anh tới, anh là anh Tuấn trên Zalo Connect á. Anh tới để anh gửi á, thì em đang ở chung cư đúng không? Thì anh ở ngay dưới số 122 chỗ bãi giữ xe á. Thì dạ, về em xuống anh lấy đi, anh để dạ. Dưới đây cho em. Dạ dạ dạ, anh đợi em xíu nha. Ừ, ok. Rồi, mình sẽ qua đó, mình để phía đó trước.
anh cho em để đây nha, có người xuống lấy. Alo. Dạ anh ơi, chờ mẹ em xuống. Anh thấy mẹ em đi mặc áo đỏ đúng không? Tại mẹ em xuống mà mẹ em không biết anh là anh để đằng trước trên chiếc xe ở ngoài cùng rồi đây. Chưa. À rồi rồi thì anh em nói mẹ là anh để ngay ngoài chiếc xe đậu ngay trước cái chung cư á. Dạ không có gì. Dạ không có gì con. Dạ. Alo anh ơi, em hôm qua em có nhắn tin với chị gì đó để mà em qua hỗ trợ phần quà bánh gạo lương thực á, thì em đang ở ngay trước 930 hẻm 930 nè, anh ra anh lấy giùm em cái. Ở nhầm số hả? Dạ dạ rồi, ok. Em ơi, anh gọi cái số điện thoại em cho mà không biết em bấm lộn sai số hay sao á, thì bây giờ anh gọi này luôn, anh tới ngay đầu hẻm rồi, tại vì hẻm chặn không cho vô á, nên dạ, dạ, em ghé em ra nha. Lấy giùm anh nha. Dạ dạ để em nha. Rồi. Dạ cảm ơn anh nha. Ừ không có gì ạ. Rồi rốt cuộc thì mình đã liên lạc được, thì cái bạn Ngọc Điệp này thì có hai đứa cháu, hai đứa con, thì khi mà mình đi mình đã hỏi Suzu là có tặng thêm sữa hay gì không, thì Suzu đã đồng hành và tặng thêm sữa hộp lẫn sữa bịch cho cháu, tại vì hiện giờ là rất là lâu rồi cháu không có sữa uống. Thì ngoài phần quà thì cái này là một phần quà dành riêng nha, của Suzu, trích từ quỹ sữa của Suzu để tặng cho bạn. Đây. Giờ thì chỉ có đợi người ta ra rồi đưa thôi, thì mình sẽ để sẵn lên trên bàn này để tránh cái nguy cơ tiếp xúc. Đó, mình để lên bàn y như vậy. Rồi mình né ra xa để tránh nguy cơ tiếp xúc gần. Bé đẹp, đẹp không? À, rồi em nhận nha. À, không có gì, sữa của hai con anh gửi tặng cho cháu. Rồi không có gì ạ. Em ơi, anh Tuấn trên Zalo con nạc nè. Thì ở ngoài đây anh tới ngay chỗ chốt Lê Hồng Phong với Nguyễn Trãi á, thì người ta không có cho vào, nên em có thể ra lấy ngay cái chốt được không? Dạ được ạ. Ừ, vậy em ra ngoài chốt đi, anh đang đứng ngoài đây nè, em cầm điện thoại ra ha, để anh biết em là ai, ra tới chốt thì nói anh. Ừ. Dạ dạ dạ. Dạ chú Lý đúng không ạ? Alo chú Lý đúng không ạ?
À, dạ con có đem cái phần quà để mà gửi tặng cho chú á, nhưng mà bây giờ ở ngoài công an chốt, ở ngoài Lê Hồng Phong với Nguyễn Trãi á, người ta không cho vào nên chú ra ngoài chốt lấy được không? Ra cái Nguyễn Trãi ta. Dạ đúng rồi, ra cái Lê Hồng Phong mà ngay hướng Nguyễn Trãi á, thì có cái chốt công an ở ngoài đây, người ta không cho vô nên chú đi ra ngoài đây rồi con đưa chú. Dạ. Rồi ở cái điểm này thì mình có hai người ở trong cùng một chốt, thì mình sẽ giao một lần luôn cả hai người nha. Rồi. Thì khi mà mình đi về mình sẽ tẩy trang hết tất cả các thứ luôn, vệ sinh sạch sẽ hết áo quần rồi rửa tay luôn chứ không có, để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chú Lý không chú? Chú đây phải không? Con giơ tay nè, thấy không? Chú đâu chú? À rồi rồi đây, con giơ tay nè, chú thấy không? Rồi đứng yên đó. Rồi đó, con thấy rồi nè, đây nè, nhìn đây nè, nhìn phía bên đây nè. Rồi, đứng yên đó, đứng yên đó, đứng yên đó. Đứng yên đó, chú đứng yên đó. Rồi cho con gửi xem. Vẫn còn một người nữa, nhưng mình quyết định là mình phải đi ra xa xa chỗ này ra, chỗ này đông quá, chỗ này quá đông rồi. Alo, em tới chưa? Alo. Em đang đứng ngoài đây nè. Em giơ tay lên đi, giơ tay lên. Anh đâu biết. Rồi, à rồi thấy rồi. Ok, đứng đó, đứng đó, đứng đó. Anh đây, anh mặc áo đỏ. Rồi, anh gửi em nha. Cảm ơn em nhiều. Rồi, ok em đi. Em ơi. Alo. Alo. À, em ở cái chung cư 371 Cao Đạt á, 341 Cao Đạt đúng không em? Hay là dạ không, em ở trong này. À em ở trong này hả? Dạ. Anh tới ngay chỗ cái chung cư rồi đó thì em có thể đi ra đứng ngoài đây lấy được không? Dạ không bà. Khu em nó bị chặn hả? Dạ dạ đúng rồi, ở trong này nó bị chặn. À vậy là 341 xuyệt máy ta? 341 anh đi vô trong này là cái chốt chặn. Ừ rồi anh để đó hay sao? Ừ rồi rồi anh đứng ra, khi nào em ra thì em nhớ vô tao lại cho anh biết. Nghe nó đậu giống cá rẻ mà không biết nào.
10 ngày cũng được. Bây giờ là chuyến đi buổi trưa. Sau khi chuyến buổi sáng phát được 7 phần cho 7 họ thì tới buổi trưa này cũng sẽ là 7 phần. Thì có một họ là sẽ lặp lại tại vì họ đó giúp cho một cô bị khuyết tật chân. Còn lại 6 họ kia là 6 họ F0 ở trong cái khu vực phường kế nhà anh Hẻm. Đó, bây giờ anh Hẻm sẽ bắt đầu đi. Đi ngoài đường mình phải giữ khoảng cách xa luôn chứ mình không có dám đứng gần người ta luôn á. Ai mà sát sát cho mình cũng sợ lắm. Nói chung là ráng giữ kỹ tới mức có thể thôi, nhưng mà vẫn phải giúp người. Nhiều bạn sẽ nói là vì sao nhà nước không cho đi nhưng mình vẫn đi thì mình thôi kệ, nếu mà thua thì chung, sai thì mình chịu. Nhưng mà mình cứu người vẫn phải cứu thôi. Mình cố gắng mình cứu ở những cái phường mà gần mình. Dạ em ở hẻm 18 em vô em tặng quà bà con. Em nghe nè. Anh tới rồi nè, em ra đi. Hello. Anh tới rồi nè, ra đi. Rồi, ra đi. Okay. À. Dạ. Anh ở ngay nhà nó phan chị á, nhà anh. Ủa anh đứng ở đâu vậy? Nhà anh, nhà anh, hả? Nhà anh. Ở nhà anh sao em xuống được? Ủa? Bị chặn rồi. Ủa trong đó đi ra bị chặn hả? Đó nó... Ủa trong đó nó có hai càng. Ủa vậy hả? Vậy thì anh tới ngay đầu hẻm ở phía trên hả? Hẻm mà đi ra hương đúng không? Ừ. Nhưng mà ý là ở khúc bên em đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ rồi rồi, đợi tí xíu anh chạy tới đây. Dạ rồi. Rồi, cầm anh. Cứ từ từ cứ cầm anh. Khoan đã giữ cái xe. Rồi. Ui da. Rồi xong. Ở đâu, trong đây hả? Hay là... À, bên bên đó mà chút để đưa tổ trưởng vô ấy. 6 hả? Nói chung là đủ hết á, trong bịch này đủ hết. Rồi em trả anh là... À, cái lọ thuốc anh quên đem qua rồi, đem mai đi. Hay quá. Mai rảnh đi. Bi, dịch vụ tấn. Kinh đưa trọng không? Ừ. Rồi, em kêu anh. Má ơi, nặng quá vậy má. Kêu cổ ra giúp tao ghé cho má. Để ra đi mà. Rồi, hồi nữa đưa tổ trưởng, bà đưa giùm à? Dạ. Ừ, rồi, ok, ok. Có thể ừ, ok, 6 phần trong đó đó nha. Ok ok. Rồi. Rồi. Đây là cái địa chỉ mà hồi sáng mình đã giao một phần cho một cái bạn mẹ có hai đứa em bé. Thì cái bạn đó nhờ mình á là đưa thêm một phần nữa để cho cái bà cô này nè. Đó, bà cô bị liệt, cô bán vé số mà cô bị liệt nên mình đưa thêm một phần nữa. Và bây giờ mình sẽ gọi cho bạn nó ra lấy giùm để đưa cho bà cô, tại bà cô bị liệt đâu có đi được. À, em rồi, em ra lấy đi em. Anh tới. Ừ, anh nghe anh tới rồi nè. Dạ dạ, để em ra lấy hả? Ừ ừ. Đó, thì phần quà này là sẽ dành cho cô bị liệt nha. Thì sau khi kết thúc phần này thì là coi như là mình đã giao buổi sáng được 7 phần, buổi trưa nay 7 phần là hết 14 phần. Ở nhà mình còn lại 16 phần. Thì 8 phần, có 2 phần là giao chung điểm này. 7 phần kia là sẽ giao ở 7 điểm khác nhau mà hồi sáng mình đã quay. Là hành chính phần, còn lại 6 phần là giao cho ngay khu tổ khu phố nghe mình đang sống. Thì cái khu đó là cái khu cách ly bên trong rồi nên nó bắt buộc là phải tổ trưởng đưa, rồi bên trong đó cử một người nó ra lấy, nên mình không có được vô hạn trực tiếp đó.
nên mình chỉ giao như tới hồi nãy tới trong hẻm đó, giao cho cái người thụ lý ở đó là hết rồi, chỉ vậy thôi nha. Giờ mình sẽ đợi cái người, cái cô bé ra lấy giùm cho bà cụ, chỉ cần cô bé ra lấy thôi là mình đi được rồi, mình kết thúc, mình cũng đã hơi thấm mệt rồi. Cô bé đó ra lấy nè, cô bé mặc áo cam á, ra lấy rồi. Rồi gửi cho cô giùm anh nha. Nói cô giữ gìn sức khỏe giùm nha. Ừ rồi, cảm ơn em nhiều. Nói chung là cô bé đó cũng kỹ lắm, ra cũng phải xịt khử khuẩn các kiểu hết rồi mới nhận. Bye.